Tử Vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, được thầy Tử Vi dự đoán, gặp thời, đổi vận, ăn lộc thần tài, giàu sang, phú quý, hết phần thiên hạ. Xin kính chào quý cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, đang theo dõi chuyên mục Tử Vi mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tử Vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 1 âm lịch. Năm quý mão 2023, người sinh năm 1966, là tuổi con ngựa, tức là năm bính ngọ, sinh năm 1966, thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, nghĩa là nước sông thiên hà. Tử vi tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, cho tuổi bính ngọ, sinh năm 1966, thầy tử vi chỉ ra rằng. Tháng khởi đầu năm mới, có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với người tuổi bính ngọ, với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước thời điểm hoàng đạo cho bản mệnh tuổi bính ngọ xuất hành là giờ chẵn ngày chẵn và tháng lẻ nếu xuất hành vào thời điểm này mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ thuận lợi gặp nhiều may mắn đạt được thành công thu về nhiều tiền tài vạn sự như ý đại cắt đại lợi tổng quan tử vi tuổi bính ngọ cho thấy cuộc đời của bản mệnh tuổi bính ngọ bắt đầu ổn định từ trung vận trở đi, công việc được nhiều xuân sẻ thuận lợi, những người tuổi này sẽ vất vả nhiều về gia đạo, và con cháu, sang đến hậu vận mới được thành thơi, hưởng phúc, những người này hưởng thọ trung bình từ 73 tuổi đến 89 tuổi, nếu ăn ở hiền lương, thật thà, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, thì ắt được tăng tuổi thọ. Về phần gia đạo, bản mệnh tuổi bính ngọ cần phải bình tĩnh khéo léo ứng xử, dĩ hòa vi quý, đồng ý với những thành viên trong gia đình. Công danh gây dựng được từ tiền vận, đến hậu vận thì càng rạng rỡ, sự nghiệp vững chãi, tài vận dồi dào, từ trung vận trở đi không bao giờ phải lo lắng vì tan vỡ. Những đặc tính tốt và xấu của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, thường cực kỳ may mắn, là những người tốt bụng, đáng mến và tràn đầy nhiệt huyết. Bính Ngọ cũng có thể tỏ ra kiên quyết và nghiêm khắc khi cần, họ rất thông minh và tự tin có lẽ đó là lý do tại sao mà nhiều người trong số họ trở thành người lãnh đạo. Khi đảm nhận cương vị người đứng đầu hay ông chủ ngựa, được cấp dưới đánh giá cao và yêu quý, trái tim nhân hậu cùng những đòi hỏi khắt khe là sự kết hợp hoàn hảo, vừa khiến họ được nhân viên quý mến, vừa giúp hoàn thành tốt rất nhiều công việc. Từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho tuổi Bính Ngọ 1966 thấy rằng tháng khởi đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với người tuổi Bính Ngọ với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước tuy nhiên để có thể gặt hái được thành công như ý muốn thì bạn cần phải biết nhìn thẳng vào thực tế đồng thời kiên trì quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng tam hợp xuất hiện cho thấy phương diện sự nghiệp của người tuổi bính ngọ ở thời điểm này tiến triển tương đối thuận lợi dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt cốt là bạn chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc học tập hơn nữa thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể điều con giáp này cần phải chú ý chính là thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình tránh hăng hái lúc đầu rồi lại bỏ giờ giữa chừng trên phương diện tài lộc người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng mở rộng quy mô làm ăn của mình dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ có thể bạn sẽ đã tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân song dù có đồng tiền dư giả bạn cũng cần chi tiêu tiết kiệm hơn tránh đốt tiền vào những thú vui không lành mạnh truyền tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh, giúp sức người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, bạn cũng đã cởi mở hơn, nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng. Quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 1 âm lịch, năm 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Về mặt sự nghiệp. Người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, khởi đầu năm mới với những dấu hiệu tích cực trên phương diện sự nghiệp nhờ có sự trợ giúp của cục diện tam hợp, bạn có thể tự nhận ra rằng. Các tinh chiếu mệnh dù làm công việc gì, cũng sẽ đạt được sự thuận lợi đáng ngạc nhiên, dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa cũng sẽ đạt được thành tựu. Tất nhiên để có thể chạm tay vào điều mà mình mong muốn, bạn cũng vẫn sẽ phải cố gắng hết sức bởi chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân cần cù, chịu khó, quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ, cần khắc phục bản tính cả thèm chóng chán, không từ bỏ khi mới gặp phải khó khăn, làm được những điều ấy thì việc gặt hái thành quả sẽ nằm ngay trong tầm tay của bạn. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho vận trình của con giáp này. Xung quanh bạn cũng luôn có những người đồng nghiệp tốt, những vị lãnh đạo sáng suốt sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhìn thấy năng lực của bạn nên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ vừa mang tính thử thách vừa giúp củng cố vị trí của bản thân trong tháng có nguyệt lệnh lâm thai chiếu mệnh, nên bản mệnh cũng cởi mở hơn trong lối suy nghĩ, bạn thường ham nghiên cứu, tìm tòi những điều mới mẻ, nhờ đó mà tìm ra con đường mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận thông tin, bạn cần phải tiếp thu có chọn lọc, đừng nên nhẹ ra cả tin, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến bản thân muốn dứt mà không dứt ra được. Một số người cần phải nhắc nhở mình, tập trung vào nhiệm vụ, không để dư âm tết ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí. Khi đã quay trở lại với guồng quay công việc, bạn không nên có những tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ, được đến đâu hay đến đó, đừng khiến công việc trì trệ, không phát triển. Về mặt tài vận, xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 thấy rằng Vận trình tài lộc của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cũng có những bước tiến đáng kể trong thời điểm này, bạn gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp dần ngọ, tất bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác nhờ thế mà việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay trong lúc này người đầu tư kinh doanh cần phải tính toán chắc chắn không nên đưa ra những quyết định chủ quan nóng vội chỉ vì muốn bằng được người này người khác bạn nên dành thời gian học hỏi thêm những kiến thức mới đồng thời tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm để tránh những khó khăn thiệt hại kinh tế có thể xảy ra nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn nên nhìn thẳng vào thực tế chứ không nên mơ mộng quá mức chỉ khi có cái nhìn khách quan đúng đắn bạn mới đưa ra được những kế hoạch chính xác phù hợp với bản thân mình giúp việc kiếm tiền trở nên thuận lợi trên phương diện chi tiêu, bạn nên nhắc nhở mình, sống tiết kiệm hơn, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ, kẻo túi tiền có đầy đến mấy rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Về mặt tình cảm. Chuyện tình cảm của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, phát triển rực rỡ vào tháng khởi đầu năm 2023 này. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình, bạn đều có thể được hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại tam hợp thúc đẩy giúp cho vận trình tình duyên những người độc thân vượng sắc các mối quan hệ xã giao hài hòa rộng rãi có thể giúp bạn gặp được người phù hợp với mình khi có thiện cảm với ai bạn hãy chủ động theo đuổi và tìm hiểu chỉ cần chân thành thì bạn ắt sẽ khiến cho người ấy rung động một số người còn được người thân quen bè bạn giới thiệu cho những đối tượng triển vọng bạn hãy cho đối phương cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về mình tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý không nên giữ quan hệ với quá nhiều người một lúc bởi tính cách ham vui chơi quá mức của bạn sẽ khiến bạn và mọi người xung quanh phải chịu tổn thương đấy nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn, hai người luôn bàn bạc kỹ mọi chuyện với nhau trước khi bắt tay vào làm nên giảm thiểu được những tranh cãi, bất đồng không đáng có, bạn rất trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có được. Về mặt sức khỏe, từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, thấy rằng Đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, lại có dấu hiệu lên xuống trong tháng này, do chịu tác động xấu của bạch hổ hung tinh, mang điểm báo tai họa, gặp họa huyết quang, gây bất lợi cho sức khỏe. Vì thế, mà bản mệnh cần phải cẩn thận khi lao động chân tay, khi sử dụng các vật sắc nhọn, cũng như khi tham gia giao thông, để tránh những tổn thương không đáng có. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nhớ duy trì lối sống điều độ, chớ có xa đà vào việc ăn chơi, hưởng thụ, khiến cơ thể mụn mị thiếu tỉnh táo, thay vì tốn quá nhiều thời gian để chơi bời, bạn có thể rèn luyện thể thao, hoặc đọc thêm sách vở, khiến cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh. Vâng, kính thưa quý vị trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình, về tử vi tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, cho người tuổi bính ngọ, sinh năm 1966 minh đường tử vi rất mong rằng quý cô bác tuổi bính ngọ sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội xin chân thành cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo